Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2022 thì bữa nay mình cũng tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan nha các bạn. Thì hôm nay giá xài Đài Loan nó giảm xuống 1.000 nha các bạn. Thì giá thu mua tay vườn là xài xanh nhất 19.000, xanh nhì là 10.000, là giá xài nhất nó giảm xuống 1.000 nha. Còn riêng về xài vàng, chiều hôm qua thì nó tăng lên được 1.000 các bạn, nhưng mà hôm nay thì vừa lại báo tụt rồi đó. Thì mà nhưng mà giá thì chỗ mình mua ở vườn thì cũng là vàng nhất là 37.000, vàng nhì là 15.000. Thì chiều hôm qua nghe nói là giá nó nhóng lên các bạn, là có vừa ăn 40 luôn, nhưng mà hôm nay nó lại tuột xuống nha. Thì sáng giờ mình cũng chờ cái giá để mà báo lên cho các bạn biết, nhưng mà tới giờ này mới biết được cái giá chính xác các bạn ơi. Tại vì bên chỗ mình thì đi mua bán nha, nên là mình cập nhật cái giá mà thu mua tại vườn chính xác cho các bạn biết, để các bạn biết mà có cái lựa chọn muốn bán hay không bán nha các bạn. Thì mình nghĩ các bạn có xài thì nên bán đi. Thì theo mình thì giá nó không có lên nữa đâu các bạn. Nhưng mà anh em thì nhớ bẻ xài già bán nha, chứ đừng bán non quá các bạn. Các bạn bán non quá thì cái đầu tấn của các bạn không có. Thứ hai là nó sập chợ nữa. Thì mình khuyên các bạn nên bán xài già nha, để cho nó có ký bán nó lợi hơn các bạn ơi. Thì video hôm nay chủ yếu mình chỉ thông báo giá xài thu mua tại vườn thôi. Thì anh em nhà vườn nào mà có muốn bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình ghi trên góc trái màn hình nha. Thì video mình đến đây kết thúc các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.